Em cùng bạn Điền mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Ngày mới em cùng bạn Điền mến chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn sức khỏe và bình an. Hôm nay em với lại bạn Điền đi đổ mấy cái 12 cửa ngục của chú anh chị. Cửa ngục này đặt mấy bữa rồi bạn Điền? Mới đặt hôm qua hả? Dạ. Trời, bữa nay đi đổ nữa có gì không? Mới đóng đóng nè. Chiếc ngao bà ba trên dòng sông thăm thầm, thăm thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh. Mình báo bảo bà ba vô nghe. Có gì đặng mình hát cho nó đúng. Bà ngáo bà ba vô giống á. Giống không? Hiện tại là giờ này là 9 giờ sáng của chú anh chị. Nào mình đi chặt vườn nước về mình làm cái chè vườn nước bạn Điền ơi. Đây nhớ. Quá trời vườn nước luôn. Cái cây sắn rồi, trái mà rụng bớt rồi. Nó rụng. Sắp tới chưa? Chưa đâu, nước bên kia đâu. Biết sao đây, biết có gì trong đây nữa. Cầu xin cho có đi, cá nổ phải xích nè. Cầu xin cho có đi, đúng là luôn đặt chỗ khác để đặt chỗ hoài cũng không có nữa. Có mấy tép tép và tôm lóng. Tôm lóng hay tép vậy, bún bún đó. Xuống này đứng không vững là xuống sông. Làm cái ẩm liền như vậy. Làm một cái ẩm liền. Chắc đủ nấu canh với lại kho quá. Tép không ha? Cá không có cá chốt luôn trời. Không có cá chốt luôn. Làm như nước cũng không chảy không, không có cá chốt gì. Cái này mà tép này mà phải có me non ta. Mình lúc này cũng chạy ra trời nhưng mà chợ mà cũng khó kiếm à. Mình đục lên rồi cái mình đâm với me non á. Trà. Ăn bắt cơm lắm à. Không nói nó ăn bắt cơm thiệt á. 10 cái đi. 10 cái. Cái này dở lên luôn đặt chỗ khác đi chứ. Chỗ này không có cá không. Có nhiều á. Cái gì vậy? Quân tôm. Tôm. Nằm im ru. Nằm im ru luôn. Sợ nó lọt quá nó nằm á. Có tôm rồi đó. Cái đầu bên đây cũng nhiều mà đúng không? Một bụng luôn kìa. Nằm im ru luôn ha. Ru. Hay là biến thả bắt, nó lại đi ha. Bắt lại đi, lỡ như hồi dính nữa thì sao? Hồi coi ít hay nhiều rồi mình thả. Ôi ôi, ôi nhỏ quá. Nó bự. Có tôm á, tôm được á. Tôm im ru bự rù luôn. Thiệt mà lột bánh nằm im ru. Bởi vậy. Lột nằm im ru mà mềm. Nhìn là biết lột liền luôn chứ mà nó mà cứng lại nhảy tập 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 rồi. Hai con lọc kiến. Lọc kiến này mà được nhiều cái là mình nấu bún nước lèo là thôi. Ngon lành luôn. Bây giờ được như đây nè cô chú anh chị. Con tôm lột me
mấy con tôm lóng. Quá trời, cái buồn chuối chín chim nó ăn đây kìa. Lỗ 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 lỗ. Đâu xuống dắt không nổi. Cua giang, cua đó chị bệnh đó. Lâu như vậy. Thành quả anh em đi giữ cửa ngục về cô chú anh chị. Hai tôm bự, mấy con cá này kho mắm ha. Ba cái sào ấy vậy mà trong ghe vậy mà nó dính nhiều ha. Giờ mình mằng cái rồi cái xong rồi cái để tôi đi chạy ra chợ rồi xong rồi cái tôi mua mớ rau rồi cái mua bịch mắm về cái bữa nay mình kho mắm. Nha. Yeah. Chơi kho mắm lộn xộn ơi. Vậy bạn điện ở nhà coi mằng cái nha. Rồi để tôi đi chạy cái. Nhiêu đây là thôi. Nhớ kho lên nhiều quá. Đi mua thêm miếng bà gội nữa rồi cái về cái mình kho chung. Ngon hết sức ngon trời. Quá ngon rồi. Mua rau về luôn hả? Rửa luôn đi, mình đi lục mắm cái bắt được con lên nấu con luôn, mình đánh rửa rau đi. Đúng rồi. Biết đi về có mắm luôn sẵn luôn hé. Rồi. Có nấm gơm luôn nè, bữa nay mình ăn đến luôn, mình quá cục sạch ba gọi luôn nè. Bạn đi ơi. Có mấy trái khổ qua này chút xíu mình sắp vô có 3 trái cà nữa nè. Rồi để đi rửa thịt rồi cái rửa rau luôn. Bữa nay mình nấu cơm mình khỏi chắc nước bằng liền ra tại mình ăn mắm con. Rất công cả. Hôm nay đủ thứ cá chứ. Nhưng mà cá tội nghiệp chứ để ăn tới đầu luôn. Vô biết cũng phải vậy thôi. Đúng rồi. Rửa đi. Phải đặt ra mới được. Ôi, Huyền. Đây, mắc cãi gì đi. Ôi, cái này là cho bạn chụp cái lời đặt kiếm độc khô. Tôi cảm ơn nhiều nghe. Nay làm gì thơm quá trời. Tuy làm anh này mới kiểu như không ấm nè, rồi cái nó mới bắt mùi tới ở trong đảo luôn rồi. Cảm ơn nhiều nha Huyền. Em xin chào cả nhà. Cái này để đặt kiếm cá lóc với cá lụng dụng này kia nào. Cái này là bò hiền cũng đặt bằng cái đó nè. Cái khô hả? Cái khô mới là quá chứ ngon rồi. Hổm mà em lụm được với mấy cái thì em đặt với bữa đặt chơi chơi mà vô có sức vô vậy. Em mua cái có hai mấy ngàn hả? Quá dễ vậy. Cái này loại lớn luôn nữa nè, mặn cái có 24 ngàn. Cái loại lớn nó dễ vô dạng vô hơn cái loại nhỏ. Vô lặn cái cặp cặp vậy. Không phải khô cái này khô một nắng này. Nè. Nè, lấy cây coi thử rồi bồi nè. Mình mua 30 cái. Không có cái hai mấy ngàn à? Cái 24 ngàn. Này lỗi lớn luôn. Lần này về cái mình lấy cây mình gàn ha. Làm gì làm phụ cho có lạc ra không à, công nhận khô ngon thiệt Quỳnh. Cái này là khô cá sặc cô chú anh chị, cảm ơn Quỳnh nhiều nha. Gì đâu, cô này là khô cá sặc đồng rồi. Cái này Quỳnh phơi một nắng rồi nhìn ngon hết sức cô chú anh chị. Rồi nghe nói mẹ bệnh rồi bớt chưa Quỳnh, bỏ không coi trên bên xanh á. Dạ, bà sao rồi cũng đỡ nhưng mà cái còn đi tới khám ngày mai mình mới đi rước. Bữa nay tại nhà hơi quẩn hả? Hơi quẩn nhà, ở nhà đi đám nó đưa mẹ lên chỉnh khám rồi ở trên chị hai chỉnh rồi tính bữa nay đi rước nè, nhưng mà cái là mất đám cưới rồi phải chiều nay đi nữa. Thì chị ra coi anh em đi chung này chứ đâu. Đám mình anh nhân á. Sẽ bình phụ mình gọt nấm nè.
đây bạn điện kho bấm nghe. Được bấm cái ấy cái mình đi xả luôn. Đây, gió quá trời gió luôn à bạn Điền. Quá chưa tài luôn ha. Khét. Wow. Quá lửa vậy. Quá chi lửa rồi. Rồi dở lên khét. Được rồi. Hồi mình đổ vô thêm. Quá chi rồi. Quá trời thơm rồi. Thôi thật đó là bạn đi. Đây. Quá trời thơm. Mắm mà bạn Huyền được chưa? Rồi, đây. Không để chơi xăng đấy. Để xăng thịt đổ vô luôn. Này có bù Huyền vô ăn cơm là bữa nay mình ăn vui lắm nè. Đúng bạn nè. Đông vui. Ít người quá không vui ha. Ngày đông vui ha. Lấy lại cái nữa đó không? Thấy anh trai đi mua ấy hốt hốt vô toàn là rau có mình lựa dạ không mà không tại vì lựa chứ tao để bó vậy rồi lấy cái này đặt còn ăn chỉ được cái ngó thôi. Tại nãy tao để bó gì đó rồi cái xong rồi cái lấy đạn bó này rau cần cuộn chúng ta. Này với lại cái người ta bán người ta lấy cái tốt nè, cái người ta bỏ ngoài còn cái dập á người ta để trong cho nên mình không thấy. Tới mình về mình mở ra mình mới thấy. Ai mà dao bén dữ vậy bạn đi. Không mà công nhận mấy cái lò này em nhận không bỏ mồm sao mới vô dữ. Vô trong đó nó thấy cái nó chung vô đó ha, làm như còn sáng cái chài nó lắc thì sao á, còn sáng cái nó chung vô xong rồi cái mấy con cá lóc á nó thấy cá sặc thì cá này khi vô đậm nó vô nó táp trong đó là nó dính hết luôn. Là đúng như cá sặc nó vô đúng không, rồi cá lóc nó thấy nó vô theo là nó ăn con cá sặc mà không ngờ là hai con nó bị dính hết luôn. Quá sức bọt rồi, mắm mình có mắm rồi, mình có mắm là phải có bọt rồi, nhưng mà phải xiên vớt mới được. Cá nó kia dụng mau chín lắm, thịt chín rồi thả vô cái là cá chín rồi. Đâu có cá gì bự đâu. Cơm này là cạn luôn nè. Nó cùng cạn. Không ý là hồi là rét sạch nồi luôn á. Con mắm mà. Mắm mà sao không đủ nữa chứ. Sôi quá sôi, bỏ tấm rơm vô. Quá sôi hả? Quá lửa không? Quá lửa. Cũng ra thả cá vô bỏ con mớ cà vô nữa với lại củ qua nó lụm. Đúng rồi. Chẳng rửa mấy trái ớt
dư chắc cuộc thôi để dành đi. Rồi tay chân cái mình mau ăn hết rồi. Cái ống thùng nó ra cái gông đúng không? Gông. Tại ống thùng ngoài nắng á. Con khúc nó nằm ngoài nắng nó hay dễ bị gông. Đói bụng chưa bạn Điền? Bài cái mùi mắm không đói bụng, cái bụng kêu ọt ọt. Để mình sau này mình thả cá vô luôn. Cho mình xin miếng muối vậy đó. Muối vô đi, để mình ngâm hồi á rồi mình phải rửa lại. Giờ mình cho cá vô. Nó chứ giờ mình ăn rau gì không biết mà mình thấy rửa phải bỏ muối vô mình mới an tâm. Tại nhiều khi cái ta trầm ra nó nói rau ở ngoài ruộng thì nhiều khi ta cũng có gãi thân hay là ta xịt thuốc nó lan qua cũng không chừng. Quá sức cái nồi mắm này. Trong nhìn cái bông súng của, nhìn ngon ghê ha. Bữa mình ăn bữa hổm cái bông súng mình kho lạc á. Ừ, ngon dừa vậy. Như rau đây là hồi là ăn mắm kho cái bắt bếp gà là nó nhúng vô ha, nhúng vô. Để luôn, để một chuyện bữa nay. Quá xịt cái nồi mắm luôn nè. Bỏ cà với lại bỏ hủ qua vô ha. Đầy nồi luôn rồi. Xong là mình nếm nếm được đó tại vì mấy này nó cũng mau chín lắm với lại cà là mình ăn sống cũng được. Đầy nồi luôn. Thôi mình nấu kẹo kẹo vậy biết sao mình chấm nó mới dính. Chứ nấu mà lỏng lẻo quá thì cũng nấu ngon. Quá nếm nếm luôn. Cái này xong là mình múc vô cái nồi bắt lên bếp ga. Đúng rồi đó. Bếp ga một cái. Tới một chuyện bữa nay. Tới một chuyện bữa nay. Hôm bữa bây giờ lấy dĩa ra là mình lên dao à, dọn bàn được ha. Cái đó bụng nè. Mình đâm hết chưa? Ngồi tan chân. Chân nó lẹ. Thường thường ăn canh chua đồ thì phải ăn ớt ha, mà sao ăn mắm kho cũng ăn ớt ha. Ngộ mà ngộ mùa hè. Ngộ không? Ngộ. Chú chị và các bạn ơi, món cá kho mắm đậu chín em cùng với lại gia đình, mời cô chú anh chị và bạn ăn cơm cùng với lại gia đình của em nha. Ừ rồi, con lát cùng gia đình nha. Em mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Con mời ông bà chú cùng con, mời cả nhà ăn cùng con. Rồi giỏi ăn con. Quá giỏi, bữa nay giỏi, bây giờ tưởng cho hang tôm bự luôn kìa. Bữa nay tôm bự rồi. Thì lại ăn cơm vui không? Vui. Thôi vui ăn đi con. Chú Điền thưởng cho con mấy con, nó bị con Điền kêu không có cảm ơn chú Điền chưa? Chú Điền chưa? Chú Điền chuyên sinh đó con. Ăn đi con. Thơm quá. Dàn miếng mắm. Đó thôi. Đúng được ngon chứ đâu có. Yeah.
trúng cái nào mắm kho à? Vừa hết nổi luôn. Trúng về mà về không đặng. Trúng về đó mà về không đành hết. Này nấu đầy nồi cơm luôn mà. Nhiều. Không nói chứ à, ăn mắm kho là có cái tai tượng này là chứ đại gia bông súng là cũng được rồi vậy. Biết cái gì không? À, phải có cái bông mà cái bông bông súng luôn chứ giờ cái cọng thôi thì có bông bông lục bình chứ. Phải có bông lục bình đó. À, cái mùa này là nó mới bắt đầu có à. Có rồi nhưng mà mình có lơi gai rồi. Mấy cái bụi bự mới có. Như bệnh đây giờ dưới cái bờ hồ á là có bông nhóc luôn mà hái cực lắm ra cái ngoài luôn. Phải lội ra những cái này trai đó được. Cái hồ đấy nó sâu lắm rồi ba, bây giờ nó cũng cạn rồi, lục bình nó bồi với nó cũng cạn quá. Lục con được không? Rồi lục cá đủ thứ luôn, cá chặt rồi cá uống cá gì gì cũng vui. Con ăn thịt chứ con? Cá lộn xộn mà rau tập tàn hả? Rau mắm kho không? Không có, ai thử cái thịt này đi. Từ đây bắt lộc chứ không? Nó thích con tự gì đó. Lộc được lộc, còn không được rồi đưa qua bắt lộc. Nè, cũng chi nè. Con dùng lộn. Đang đói bụng mà gặp cái này nữa. Thôi. Không có cái gì mà ăn theo con bằng mắm kho chứ. Đúng rồi. Với mắm chân, có mùi mắm là ngon, ăn ngon hả? Tại sao ăn bún gì cũng ngán. Ngồi chút quay cho mọi người ăn thôi. Đi ra vô, hồi chị quay trở lại. Ăn ngồi chút quay chứ. Các bạn ăn cho thoải mái. Con ngồi chút quay chứ. Được rồi. Ờ, vậy đó. Cha ăn sáng lỗ thôi. Không, đồng nó dai lắm. Dai, dai. Mà bồi hé. Thôi mình không ăn cá chạch. Mình làm con coi. Thịt này chú Năm ơi. Bò. Béo. Cha ăn cái chốt này cho ăn được. Cá chạch thì cha ăn không được đâu. Ăn cá ăn miếng khổ qua miếng đưa mình bới không đồ anh thấy anh đang ăn thôi để em luôn ổn súng vô cho ta dễ ăn tắt luôn. Tính ra cái nồi này ăn tới còn trên đó nữa chắc chiều cũng chưa hết nữa. Cái nồi mắm này có 10 người ăn mà cái này mới múc ra phần nữa. Người ăn không hết nữa đó. Có cái rau là không đủ nè. Ở đây tính ra ăn cơm mát ha, gió lùng lộng luôn. Có bật mấy quạt không? Cực kỳ ngon luôn. Mắm này với lại kho mắm là không thể nào mà thiếu rau được. Cái này luôn luôn. Cái này có bông lục bình, cái nữa thì thôi.
bơi đi hồi chỗ mình đặt có ngọc quá, bơi đi xa lắm mới tới cái hái bông lục bình được thôi. Cái gì nó xa quá thôi không có đi hái luôn. Không đi điểm bỏ vô cũng được. Nó cái mắm kho nè mình ăn đủ với rau luôn á. Ừ. Nói chung có rau là ngon hết rồi. Không cụ hèn cụ nào nên thuốc gì lắm không ta? Đỡ nhất mình. Dạ. Có ăn cơm đi. Cái loại cá này nó đóng gông quá nó đâu chạy hả anh Hiền? Nó đóng gông quá cái mình giặt. Nói chung là mình đặt cái gì cũng vậy, mình xin giặt giặt sạch nó thì cá nó mới chịu vô. Hèn chi không gầy, bữa hổm em mới đặt á, ngày nào ra thăm cũng dính chân không gầy, thấy không dính này thăm dở lên lọc không không đóng gông quá chứ. Ngon quá. Đây mình để chén nè. Dạ. Mình ăn món kho rồi mình chén. Tính ra lâu lắm rồi cha mới ăn lại món kho. Lâu quá. Tại bệnh của cha là tưởng mắm. Tưởng mắm. Lâu lâu ăn lặng rồi thèm ăn chứ ăn hoài rồi ăn đâu được. Ăn hoài thì nó mới đập con nước mình. Lời nào mình đặt cái mình xiên mình dành mỗi ngày. Em tính đâu là dơ gì nó cũng vô chân tự nó lũ vô chứ. Vậy là sáng sáng nó mới chạy để bữa nay về giặt nó lại coi. Hai ngày dở không có con gì hết trơn. Em nói tưởng đâu có chỗ đó đặt không gài vô hết cá rồi chứ. Dở lên cái là lên dòm coi có bị lủng rồi không nữa mà không thấy luôn lủng mà không có cá. Mấy cái lời nè mình mua về á, cái mình mua chỉ về cái mình nứt lại đặt á nó mới là được lâu, cái hơi là cá nó tung nó là cũng gắt. Có ai không? Con cầm chỉ xuống kìa. Nha. Nó chốt nó béo. Cút ở trên này nè mới có cá chốt đồng mà bơi lên xuồng lên đây đặt xa quá. Cá chốt đồng nó ngon hơn cá chốt giấy. Đúng rồi. Nó béo hơn nhiều. Giờ ăn tôm đi, đừng chú xíu nhà ăn cơm nha. À, ăn tôm luôn. Đậu cơm ăn. Ngồi lộn hai con tôm đó không no rồi cái gì đâu ăn tôm chặt cái dưới tinh này dính tôm luôn hả? Nè được tôm nhỏ với tôm bự đó. Cá lau kiến nữa. Bốn con năm sáu con cá lau kiến. Cá lau kiến nó rộng á, già rửa cho sạch cái khắp xả ha. Để bữa nào đổ cái nữa là hồi sớm tôi em gọng lại rồi. Gọng lại. Nếu mình không mình mồng á, mình lấy cái thịt nó ra mình thôi. Tính ra khô cá lô kiến nó mắc hơn khô cá lóc nữa đó. Đúng rồi. Cá lô kiến nó vậy chứ không biết mần mần tay chân hư hết trơn. Bảy hết trơn luôn á. Nhưng mà biết mần rồi mần rất dễ rất lẹ. Cá đầu tiên bán mắt là lý do à. Với lại nó bơi nó tèo lắm. Mình mạnh luôn nghe bồ hiện. Trời, mình ăn bình thường đâu mắc cỡ gì. Bữa nay đói bụng quá đun cái nồi cơm có cơm cháy luôn à. Cá kho mắm chín rồi mà nồi cơm chưa chín đút bỏ vô liền. Cái hồi mà không ai biết ăn cao kiến nó lừ sốc nha. Dạ. Đến giờ phải ăn giờ chặt mẹ
đầu là như người ta thấy người ta ớn không ăn. Dạ ăn được cái ai cũng ăn mà thịt nó ngon cá lóc mà cái gì cũng ăn. Hiền. Cá lóc kiếm mà được nhiều á cái mình nấu uống nước lèo á. Ngon nhất là uống lèo. Cà với củ qua quá chín. Ý là bỏ vô cuối cùng rồi đó. Nồi mắm rồi. Nãy giờ ăn cái sức ăn mà chưa thấy giật nữa. Ê, đâu lỗ ăn bữa mắm kho cho đã đi. Đang cơm mà khỏi xài địch luôn. Nghe chăng ngọt hơi ngọt gió luôn. Tôm ăn nữa đãi ha. Tôm là ăn thoải mái. Cái mà mập bao nhiêu con nha. Ăn hai con là hết nổi nè Quy. Hai con này như nhà cô. Hai con tôm ăn thịt không no. Hai tôm no rồi. No. Ngồi không. Đã ăn cho mau quá cụ chai nha. Nha. Lật gạo đồ được rồi, gió gạo đồ được rồi chứ bà không? Quá, tới no bụng luôn. Nói chung là ngon lắm. Được cơm hết luôn. Không mà nấu cơm củi rồi mà nồi gan nó ăn nó thơm, cái gạo nó thơm. Đúng rồi. Chú anh chị và bạn ơi, hôm nay là bữa ăn cá kho mắm. Có bộ hiện lại chơi cũng rất là vui luôn, cô chú chị là bạn đi. Mấy nay em cùng với lại con gái thì cũng có quay về lúc nào mà bạn Điền đi cào thì em với lại con gái cùng với cha quay clip. Thì hôm nay là được bồ Điền vô chơi rất là vui luôn. Thì một lần nữa em cùng với lại mấy anh em cũng như cha và bé Vi rất chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn rất là nhiều đã và luôn yêu thương kênh Chiên Viên Khánh cho tới ngày hôm nay. Thì em xin thay mặt gia đình mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và em cũng xin đại diện gia đình xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Bye bye cô chú. Hẹn gặp ông bà chú, cô chú. Hẹn gặp lại cô chú hôm sau, cảm cảm mấy. Trời ơi, em cảm trời ơi.